Khi tôi đi giao hàng cho anh Thái Công. Alo, em bên giao hàng nè anh. Em thấy anh có đặt một cái bình hoa pha lê với anh trên cái tốt anh. Anh số nhà máy anh để em giao tới liền anh ơi. Dạ rồi em biết rồi. Rồi còn khoảng 5 phút nữa em tới nha anh. Dạ, rồi ok. Anh ơi, nhận hàng anh ơi. Giao hàng anh ơi. Anh giúp anh té. Dạ, em thấy anh có cái đặt cái đơn mà cái bình pha lê gì nè anh. Em tới em giao 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 cho anh nè. Trời trời, anh biết cái bình này tôi mua của shop nào trên TikTok không mà anh đi anh giúp ngã gì lỡ gì trong bên trong nó có bị gì rồi sao? Anh mua shop nào vậy anh? Tôi mua trên shop của Thái Công đó, anh biết không? Hả? Anh nói cái gì? anh ơi. Anh ơi. Anh ơi.